Cuối tháng 10, khi cái rét đầu mùa bắt đầu tràn về, dạo quanh thị trường chăn đệm, không khí mua sắm đã dần nóng lên. Theo đánh giá của nhiều nhà cung cấp chăn ga gối, hiện nay người tiêu dùng dành nhiều quan tâm đến các yếu tố như đủ ấm, bền, không tích điện, độc đáo và thẩm mỹ. Một dòng sản phẩm đang rất được ưa chuộng đó là chăn ga gối thêu. Về chất liệu, hiện nay các sản phẩm chăn ga gối đệm thêu đều sử dụng chất liệu vải 100% organic cotton satin, không chất độc hại, không tích điện, không bắt bụi, tạo nên bề mặt ga gối sự mịn mát, dễ chịu, tốt cho sức khỏe người dùng. Đây cũng là chất liệu đạt tiêu chuẩn được ưa chuộng tại thị trường châu Âu. Dựa trên phương thức thêu, chăn ga gối thêu được chia thành hai loại, thêu máy và thêu tay. Với thêu máy, các họa tiết to rõ và được kết hợp nhiều phương thức tạo hình khác nhau như giáp vải, thêu viền, cho ra các sản phẩm sang trọng và độc đáo. Các đường thêu đều và chắc chắn, tạo cho sản phẩm sự sang trọng, đồng đều. Hiện tại, các nhà cung cấp đưa ra thị trường rất nhiều mẫu thêu để bạn có thể lựa chọn, đáp ứng nhu cầu từ đơn giản đến cầu kỳ nhất. Tùy theo phong cách sở thích cũng như nội thất phòng ngủ, bạn có thể lựa chọn cho mình những bộ chăn ga gối thêu phù hợp, sang trọng và nền nã. Bạn cũng có thể đặt các họa tiết mà mình yêu thích lên bộ chăn ga của mình và đây là một ví dụ rất thú vị. Nếu bạn yêu thích sự cầu kỳ tao nhã thì các sản phẩm chăn ga gối thêu tay là lựa chọn độc đáo và thú vị. Với họa tiết thêu tay nhỏ, được thêu nổi tinh tế, dùng màu chỉ cùng tông vải nền, tạo nên sự tao nhã hài hòa. Những đường thêu tinh xảo kết hợp với kỹ thuật rút sợi vải viền chỉ, tạo nên các họa tiết đi kèm bộ chăn ga gối thêu tay, mang một nét đẹp mộc mạc sâu lắng. Hiện nay theo xu hướng thị trường thì ngày càng ngày có các nhiều khách hàng tìm mua được các sản phẩm cao cấp mà mang tính rất là độc đáo cho sản phẩm riêng của mình. Thì các sản phẩm thêu hiện nay đáp ứng được cái yêu cầu đặc biệt, rất đặc biệt của từng khách hàng một. Các sản phẩm thêu chúng tôi có thể đáp ứng được những họa tiết chi tiết nhỏ nhất của khách hàng. Của khách hàng có thể lựa chọn được cái màu sắc hay là cái tông màu sắc trên chăn ga gối của mình. Và ngoài ra đặc biệt là khách hàng có thể lựa chọn được cái mẫu họa tiết theo yêu cầu của khách hàng. Theo nhận định của chung của xu hướng của năm 2011 thì vẫn tông màu chủ đạo vẫn là màu kem. Ngoài ra đặc biệt là có cái màu xanh green và màu xanh blue là xu hướng của năm tới sẽ rất là thịnh hành. Bên cạnh chăn ga gối thì sản phẩm rèm thêu tay cũng là một phần tạo nên nét đẹp cho phòng ngủ nhà bạn. Hiện nay, lựa chọn đồng bộ giữa chăn ga gối và rèm cùng họa tiết đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Chất liệu được dùng để thêu rèm cửa thường là voan cùng tông màu với chăn ga gối. Thật tuyệt khi được ngắm những hình ảnh mình yêu thích mỗi khi mở cửa sổ. Với đặc điểm thêu nổi bằng tay cầu kỳ, rèm thêu tay kết hợp với khung sẽ tạo cho căn phòng của bạn sự độc đáo với những nét vẽ mộc mạc như tranh. Với đặc điểm nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đẹp và tinh tế, các sản phẩm chăn ga gối đệm thêu có thể là gợi ý mua sắm cho bạn trong mùa đông này. Được biết, trên thị trường, các sản phẩm chăn ga gối và rèm thêu dao động mức giá từ 2 đến 4 triệu đồng một bộ. Vâng, với nét đẹp sang trọng và tinh tế, các sản phẩm chăn ga gối và rèm cửa thêu tay đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn cho không gian phòng ngủ trở nên ấm áp và đáng yêu hơn. Thu Hoàn hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp quý vị có thêm những kinh nghiệm thiết thực khi lựa chọn các sản phẩm này. Còn bây giờ, Thu Hoàn và những người làm chương trình xin kính chúc quý vị một kỳ nghỉ cuối tuần hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.